bây giờ tiếp tục công tác đi mua đồ lặt vặt nhà ha. Tự khóa. Trong nhà kìa. Ừ, tự khóa. Rồi tiếp tục công tác đi chơi. Không quên đi mua đồ. Đi mua đồ lặt vặt cho nhà thiếu này kia, mua chén đũa này kia. Tại nhà này giống như trong cái Mỹ vậy. Nó có nĩa không có đũa. Rồi nó thiếu đồ mình. Mình phải mua mấy thứ lặt vặt. Thì đi hay lại chợ Walmart ha? Đi Walmart ha? Walmart, chợ Việt Nam. Ok, Walmart, chợ Việt Nam ha. Xong ở qua mạng ha. Cái sân này chỗ này rộng lắm các bạn, chứa được một đống đồ luôn. Để giờ bữa nữa mình quay cho các bạn xem cái xe này nó có gì ha. Cho các bạn xem. Đi chơi mình thích chọn mấy cái minivan đó các bạn. Ok, lại ghé cái chợ Sài Gòn. Ố quên là sẽ chợ Việt Nam. Vòng vòng đây có cái chợ Việt Nam một rồi. Đây cái xe đó. Có một cái chợ Việt Nam một thôi. Chị muốn bán sao bán rồi, bán giá cỡ nào cũng có người mua thôi. Xin mua đồ phòng này ăn lâu lắm không mua này, nói chung cái gì cũng có, gia vị gì cũng có hết, thích hợp với ai gần gần đây vô mua. Ai ở đây chắc cũng biết rồi, đâu cần phải giới thiệu đâu. Hello, xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn lẩu băng chiền. Lâu lắm không đi ăn, xưa mình chỉ ăn lẩu băng chiền của Việt Nam thôi. Thì lần này mình sẽ đi ăn lẩu băng chiền của Mỹ. Mình nghĩ chắc nó cũng giống giống nhau, cũng thịt thà này kia thôi, thịt gao này kia thôi. Nhưng mà để coi hôm nay cái nước lẩu này kia có ngon không ha, hợp khẩu vị với mình không. Thì đây là một cái tiệm tàu hả các bạn, tiệm Dim Dim Hot Pot. Trong cái thùng này là, trong cái pizza này là hải sản ha, nó có tôm, pho phít, cái con dẹp nhỏ. Trên đây không có gì hết. Bên đây là nước chấm ha. Mình pha nước sốt. Mình có thể ăn gì cũng phải pha có trứng ha. Còn bên đây có gì nha. Bên đây có mấy cái củ bò viên, cá viên này kìa. Đồ bột quá. Bên đây có mực nữa nè. Cá mực cá ở bạch tuộc. Bên đây đó sẽ là thịt các bạn. Nên nó sẽ vào thịt, thịt trong đá, muốn ăn gì lấy đó. Ăn phần này không? Thịt này ngán anh, mở thôi. Thì nó băng chuyền ha. Nó chuyền từ từ mà trên băng chuyền này đa số là rau ha. Có thịt gà nè, nhưng mà mấy cái thịt kia thì nằm trên cái trong cái freezer, trong cái tủ đông. Để từ từ vậy đó. Giờ là xôi, bỏ đồ ăn vô thôi. Nè, ba dạng này nè. Vô. Mỗi người có một cái lẩu nho nhỏ. Mạnh ăn người đó ăn. Đây là lẩu băng chiền. À, để quay em luôn nè. Rồi gao này kia. Mà nó đi chậm quá. Cũng gì luôn á. Bây giờ ăn là phải lo chấm đế nhóc trước. Có cái tội bà mẹ, cái tội bà ngoại. Con ngoại cắt cho nó. Có mì gói nè, ngoại ăn mì gói không ngoại? Mì gói hả? Thì gói nhìn ngon quá mà ăn sợ nóng quá. Mình nó sôi quá trời quá đất. Khói bốc nghi ngút. Thức cần nồi thức cực rồi. Thưởng thức cái nồi các bạn, thưởng thức cái nồi lẩu này thôi.
Anh lấy gì? Liễn. Liễn hả? Ok, chào xíu. Không. Em nhận đói ăn gì cũng ngon. Người dân nói lấy nha. Mèo. Mình ăn bột nhiều hả? Miếng tới miếng tới. Mày lấy à? Khoai luôn, khoai môn. Mồm nó nát luôn. Miến đây, miến đây, miến đây anh chưa? Để nó cho nó. Ai ăn gì bảo nghe. Wow. Nóng chết rồi. Nấu phải một nó thơm. Cái đâm lịch này ở trong nó có nhân ở trong đó các bạn. Mà giờ nó nóng á. Tôm nó có nhân. Nói chung nó cũng là toàn là bột thôi. Ăn như nướng nhiều rồi. Này, thử một cái miếng bạch tuộc các bạn, bỏ nguyên một con bạch tuộc vô rồi. Để có ăn con gì nó nói rồi. Chấm được cái nước sốt nào không biết luôn, quá trời nước sốt. Này chắc chín rồi hả chồng? Ôi nó teo béo luôn. Chín rồi. Nhưng mà từ từ nó dài quá các bạn.
Ôi các bạn, sau khi ăn xong về thì quá là no. Mà cái chỗ này mình khuyên các bạn nếu có đi Tam Ba đừng có đi ăn ha. Nó nấu dở ẹt à các bạn. Các bạn kiếm chỗ khác ăn đi, cái chỗ lẩu băng chuyện này nó nước nó lạt nhấp lạt nhiễu à. Mình nếm nếm nó cũng lạt như thường à. Bởi vì thôi tốt nhất các bạn đừng nên ăn. Ôm mà tùy các bạn. Đây là cảm nhận của mình ha, tại vì có thể nhiều người thích lạt, nhiều người không thích lạt. Đó là cảm nhận của mình, nguyên nhà mình thì không ai thích cái chỗ này tại nước lẩu nó dở lắm. Ok. À, tạm biệt các bạn, hẹn các bạn vào một video khác ha. Bye bye.